thống Donald Trump vừa có quyết định là giải nhiệm giám đốc thông tin tòa Bạch Ốc Anthony Scaramucci, chỉ ít ngày sau khi ông này có những lời lẽ thô tục khi nói chuyện với giới truyền thông về các giới chức cao cấp khác trong tòa Bạch Ốc. Bản thông cáo chỉ vỏn vẹn hai dòng từ tòa Bạch Ốc nói rằng ông Scaramucci quyết định rời khỏi chức vụ này để cho tân chánh văn phòng John Kelly có sự thoải mái sắp xếp nhân sự và chúc ông nhiều may mắn. Việc ông Scaramucci mất chức diễn ra chỉ 10 ngày sau khi nhà tài chính giàu có này ở New York được đưa vào làm việc với ông Trump, tạo thêm rối loạn và khiến đưa tới việc tùy viên báo chí Sean Spicer từ chức, rồi sau đó là tới chánh văn phòng Rand Rivers. Các nguồn tin thông thạo từ tòa Bạch Ốc cho hay là quyết định giải nhiệm ông Scaramucci, người từng công khai cho hay là ông chỉ liên lạc trực tiếp với Tổng thống Trump chứ không qua chánh văn phòng, đã do lời yêu cầu của chính ông Kelly. Ông Kelly nói rõ là cho nhân viên tòa Bạch Ốc trong cuộc họp thứ hai rằng ông là người chỉ huy mọi việc. Ngày 27 tháng 7 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn thẳng thắn và bất ngờ với CNN, giám đốc truyền thông mới của Tổng thống Donald Trump, ông Anthony Scaramucci, lúc này ông vẫn đang là giám đốc truyền thông, đã công khai chỉ trích chánh văn phòng Nhà Trắng Rand Rivers. Con cá bốc mùi từ phần đầu trở xuống, tôi có thể khẳng định rằng chỉ có hai con cá không bốc mùi là tôi và Tổng thống. Ông Scaramucci ám chỉ ông Rivers. Cùng ngày trả lời cho The New Yorker, ông Scaramucci tức tối châm biếm chánh văn phòng Nhà Trắng mắc bệnh tâm thần hoang tưởng. Ông thậm chí cho rằng cố vấn Steve Bannon của Tổng thống đang tìm cách đánh bóng tên tuổi. Tôi đã sa thải một người, ngày mai 3-4 người nữa sẽ bị sa thải. Grant Rivers, nếu ông muốn rò rỉ thông tin ra ngoài, ông ấy sẽ phải từ chức ngay lập tức, giám đốc truyền thông Nhà Trắng nhấn mạnh. Khi được hỏi về niềm tin ông Trump dành cho chánh văn phòng Nhà Trắng Grant Rivers, người phát ngôn Sarah Huckabee Sanders từ chối trả lời trực tiếp. Hành động của ông Scaramucci cho thấy là ông và Tổng thống Donald Trump, hai nhà tài phiệt New York, đều sử dụng một chiến thuật là công khai trách móc chính nhân viên của mình. Trước đó, ông chủ Nhà Trắng công khai chỉ trích Bộ trưởng Bộ Tư pháp Jeff Sessions sau khi ông này tự rút khỏi mọi cuộc điều tra liên quan đến nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Trong vòng chưa đầy một tuần kể từ khi nhậm chức, tân giám đốc truyền thông của ông Trump đã công kích hàng loạt nhân viên trong Nhà Trắng và thậm chí là khẳng định là sẽ sa thải nhiều người. Ngay trước khi ông Scaramucci nhậm chức, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer đã từ chức với lý do là không hài lòng với tân giám đốc truyền thông của Tổng thống. Ông Spicer vốn là người thân thiết với chánh văn phòng Rivers. Sau đó, Scaramucci đăng tải trên mạng xã hội Twitter về việc ai đó đã tiết lộ thông tin tài chính của ông, rồi nêu thẳng tên ông Rivers. Giám đốc truyền thông Nhà Trắng đã xóa những dòng trên. Brad Gersman, nhà vận động hành lang ở New York, đánh giá mối quan hệ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt giữa giám đốc truyền thông và chánh văn phòng sẽ không gây khó dễ cho Tổng thống Donald Trump. Và quả thật như vậy, đến ngày hôm nay, Tổng thống Donald Trump đã cách chức tân Tổng thống Scaramucci. Theo ông Brad Gersman, ông Trump cho rằng một chút bất hòa và cọ sát có thể đem lại những ý tưởng tuyệt vời. Tuy nhiên, nguyên tắc của ông chủ Nhà Trắng là nhân viên không được phép thu hút sự chú ý nhiều hơn ông. Theo AP, ông Trump từng tức giận khi cố vấn Steve Bannon và con rể Jared Kushner được truyền thông săn đón một cách thái quá. Giống như đôi cánh Icarus, khi bay quá gần mặt trời, nó sẽ tan chảy. Ông Eric Reuters, phát ngôn viên Nhà Trắng dưới thời Tổng thống George Bush, đã nhận định về ông Scaramucci như vậy. Và quả đúng như là lời tiên báo của ông, sự việc đã diễn ra.
Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.